Trong quá trình giảng dạy môn ngữ văn, tôi luôn cho học sinh thấy được vai trò của môn học đối với việc phát triển phẩm chất và năng lực của các em. Tôi hướng dẫn cho học sinh cách học, hướng cho các em con đường để đến với kiến thức. Vấn đề mà tôi còn nhiều trăn trở là vấn đề đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh của trường. Đổi mới để làm sao các em có hứng thú học tập, phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các em. Theo tôi nghĩ, điều quan trọng nhất đối với một giáo viên là lòng yêu nghề, yêu học trò. Tình cảm đó sẽ là nguồn động lực rất lớn để bản thân tôi cũng như các giáo viên khác có thể vượt qua được những khó khăn, góp sức mình, góp phần mình để đưa phong trào của trường đi lên. Là một học sinh cũ của nhà trường, được về công tác tại trường, tôi thấy đó là một điều thật may mắn, thật hạnh phúc đối với tôi. Tôi luôn tự hào về ngôi trường của mình. Tôi luôn tự nhủ mình cần phải cố gắng trong phong trào thi đua dạy tốt và học tốt của nhà trường. Điều mà tôi muốn nhắn nhủ tới các em học sinh là các em hãy cố gắng học tập và rèn luyện tốt cho tương lai của bản thân, cho niềm vui của gia đình, cho niềm tự hào của nhà trường. Các em hãy lắng lòng mình, sẽ cảm nhận thấy trường như ngôi nhà thứ hai của các em.